Xin chào tất cả các bạn nha. Trước khi vào video, các bạn nhớ like, đăng ký để cập nhật những video mới nhất từ mình nhé. Tiếp tục video này, mình giới thiệu bạn tham gia một chương trình này góp XTM Fantasy nha các bạn. Thì để tham gia giá hôm nay, các bạn cần click phần link mô tả dưới video mà Telegram sẽ tắt chatbot nè mình. Kèo này mình thấy mình sẽ nhận được 2.000 top càng XTM đang yêu là của khoảng 140 đô các bạn. Nhiệm vụ đầu tiên các bạn cho anh gấp nè. Top càng này nó về đã khá là ngon các bạn. Rồi tiếp tục cùng cho anh tiếp kênh seller nữa. Kèo này khá là ngon các bạn. Tiếp tục follow tại Twitter. Đây là dự án của một cái ví gì các bạn ơi. Rồi, mong mình đắp đi. Tiếp tục các bạn request về bên bot. Các bạn like nè, các bạn chia sẻ như tôi biết. Rồi các bạn bình luận nó một câu đi nghe các bạn. Very good. Rồi các bạn bắt đáp lại. Tiếp tục like fanpage Facebook nữa. Trên Facebook thì các bạn bấm giải thêm bạn bè nha các bạn. Tục càng này sẽ list sang Banke Swap. Xuống đây các bạn like nó bài đi các bạn. Rồi bạn chia sẻ công khai luôn nè. Like nó cái đi. Rồi các bạn bắt đáp lại. Bấm nút chat. Rồi các bạn bấm số này đó. Rồi sau đó các bạn lưu cấp trang nha bạn. TF7K. Rồi sau đó bấm speedy tên. Rồi các bạn điền lại username Telegram các bạn đã xôn xao hay gấp nha bạn. Cộng anh 5 số 2. Tiếp tục gửi đường link và profile tại Twitter mình nha các bạn. Thì các bạn mở tại Twitter ra nhấp ba gạch cùng nhấp vào một sơ nè. Nhấp vào ba gạch cùng nhấp vào chia sẻ. Rồi các bạn sẽ chép liên kết nha các bạn. Rồi bạn gửi lên cho bot. Rồi tiếp tục submit link, retweet link thì các bạn mở tại Twitter các bạn nha. Rồi các bạn chia sẻ các bạn, các bạn đã tại Twitter các bạn. Sẽ chép liên kết. Rồi bạn gửi lên cho bot. Rồi tiếp tục submit đường link vào profile Facebook thì các bạn nhấp vào Facebook nha các bạn. Trên Facebook có nhấp mũi tên nè. Các bạn nhấp vào avatar của mình nha các bạn. Các bạn nhấp vào ba cạnh cùng nè. Các bạn sao chép đường link vừa lại Facebook mình nè. Rồi gọi là chatbot nè. Tiếp tục còn submit địa chỉ BNB Smart Chain Bet20 trên giấy chép collect của tất cả các bạn nha các bạn. Rồi sau đó bấm bấm Balenci để check số càng mình kiếm được các bạn. Mình đã nhận được 2.000 tập càng TMC đang IDL là giá là 140 đô được các bạn. Nên ghép chia sẻ trong bè những người thân để kiếm thêm tập càng nữa các bạn. Vậy video mình đã kết thúc. Mình chào tạm biệt các bạn. Hẹn tất cả các bạn vào những video clip tiếp theo từ mình nhé.